muốn có tác động tâm lý, xã hội và ảnh hưởng thanh thiếu niên trong giai đoạn tuổi dậy thì, làm cho các em thiếu tự tin. Nhiều trẻ em bị mụn không chịu đi học, dẫn đến kết quả học tập kém. Có em bị trầm cảm, thích cô lập, không muốn kết bạn và để tóc dài để che mặt. Nếu con em quý vị đang bị ảnh hưởng vì mụn, xin liên lạc ngay bác sĩ Kimberly để mang lại sự tự tin cho các em. Abuge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn 1888-337-7264. Tự tin mang đến thành công cho Justin. Thuốc chỉ hút hết chất dầu, làm cho làn da bị khô khó chịu và sẽ kích thích tuyến dầu để tiết ra thêm chất dầu. Khi dùng thuốc sau chỉ một vài tuần, làn da sẽ bị lột da non và sẽ bị nám. Khi dùng phương pháp Apogee, chẳng những quý vị không bị bào mòn, không bị nám, mà còn được chữa mụn tận gốc. Vì phương pháp Apogee sẽ target chính xác hai nguyên nhân quý vị bị mụn, đó là chất dầu và chân lông. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình The Dr. Kimberly Show ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta rất là đặc biệt với đề tài sự khác biệt, phân biệt giữa tuổi teen, mụn tuổi teen với tuổi người lớn. Cùng trò chuyện và co-host với Kimberly ngày hôm nay là luật sư Lê Công Tâm. Chào luật sư. Xin kính chào bác sĩ Kimberly và xin kính chào quý khán thính giả. Rất là hấp dẫn là tại vì người lớn cũng như là trẻ em đều có mụn, và khi nào Kimberly cũng được khá nhiều quý vị khán thính giả gọi vào để đặt câu hỏi, và rất mong rằng luật sư cũng có những câu hỏi để đại diện cho quý khán thính giả chúng ta. Vâng, thì cái câu hỏi đầu tiên và chắc nhiều người cũng thắc mắc là cái sự khác biệt giữa mụn của các em vị thành niên và mụn người lớn như thế nào? Dạ thưa, thì trước khi chúng ta bắt đầu câu hỏi thì cho Kimberly xin ôn lại một chút xíu để nói về mụn, mụn từ đâu ra. Câu hỏi này rất là đơn giản phải không? Nhưng mà chúng ta cần phải lướt qua một chút xíu cái câu trả lời để cho quý vị có một chút xíu căn bản. Tại có nhiều người rất là thắc mắc, băn khoăn vì đôi khi họ thấy mụn. Mà họ nói rồi bây giờ, nhất là những quý vị lớn tuổi, nói là tôi đâu có còn ở trong cái lứa tuổi dậy thì nữa đâu mà tôi vẫn có mụn. Chẳng lẽ tôi còn, rồi cái họ cười một chút xíu vì họ nghĩ cái này nó hơi funny. Và vì họ thấy là tại sao mà tôi đã ba mươi mấy tuổi, bốn mấy tuổi mà tôi vẫn còn mụn, chẳng lẽ tôi còn ở trong lứa tuổi dậy thì. Thì luật sư nghĩ sao? Vâng, thì thật sự ra cũng không có ai mà để ý tới cái việc là tự nhiên mụn nó mọc ra đâu. Có nhiều người nghĩ rằng là tại vì di truyền gia đình tôi có người có mụn trước đây thì bây giờ tôi có mụn. Có những người là tại sao, nhưng mà lại ở trong gia đình có người thì có mụn, có người thì không có mụn. Dạ, dạ. Thì nói, nhưng mà có một cái mà thưa quý vị là chúng ta cần phải để ý đến, mà người có thể nói là gia truyền hay không, chút xíu này chúng ta có thể nói một chút xíu về gia truyền mà nói về mụn. Thưa quý vị, cái mà căn bản nhất là cái dưỡng da. Quý vị nên nhớ là làn da của chúng ta cần phải có cách để vệ sinh da, cũng như là răng, cũng như là chúng ta tắm hàng ngày để vệ sinh cho body, cho cơ thể. Anh ra nói về làn da đó thưa quý vị, thì chúng ta đôi khi các em trong cái lứa tuổi mà vậy thì các em không được bố mẹ cắt nghĩa cho dưỡng da như thế nào để cho nó khác biệt với hồi các em còn là baby. Luật sư nghĩ sao? Thì nhưng mà thưa bác sĩ, tại sao phải vệ sinh, tại sao các em phải vệ sinh về cái da mặt của các em? Dạ thì đúng là vậy đó, tại sao ai cũng hỏi tại sao hết, một ngàn cái tại sao. Thì bây giờ cái đầu tiên á, mà cái câu trả lời của Kimberly là nó rất là đơn giản, vì hormone là cái chất cơ thể đã biến qua cái sự thay đổi, hoặc là có sự thay đổi và đã biến đổi và đã kích thích cái chất kích thích tố trong cơ thể. Thì cái hormone đó nó làm cho con em của chúng ta, hay các em hay là chính mình cũng vậy, là bị ảnh hưởng bởi hormone tiết ra chất dầu. Thành ra quý vị nhớ rằng những cái nơi mà có những cái chất dầu thường là cái chỗ T-zone.
là T-zone nó là như là cái chữ T vậy đó thưa quý vị. Thành ra nếu mà chúng ta có thể nhìn trên màn hình, quý vị thấy là cái T-zone là ngay trên trán, xuống sống mũi và cái cằm. Đó là cái chữ mà T, thành ra tiếng Anh nó hay dùng cái khi mà quý vị đi ra ở ngoài hoặc là ngay cái quầy mỹ phẩm thì quý vị có nghe đến cái chữ T-zone thì quý vị biết nó là ngay cái chỗ mà thường xuyên là giống như cái chữ T là trán, xuống sống mũi và cằm. Thành ra cái chỗ này bị ảnh hưởng bởi hormone, đó là tại vì có những cái gland, tiếng Việt không biết nói làm sao, sebaceous gland là những cái hạt tiết ra chất dầu. Thành ra mà ngay cái chỗ T-zone đó thì quý vị thấy là nếu mà chất dầu động lại ngay đó mà chúng ta không có cách nào vệ sinh làn da, remove nó, lấy đi, rửa đi thì nó sẽ nằm trong một thời gian, nó sẽ xuống dưới giống như mình Kimberly hay nói là thường xuyên là người ta hay nói là rainwater seep into the ground, tức như là nước mưa mà nó nằm đó một thời gian thì nó cũng phải thấm xuống đất. Thì quý vị thấy rằng khi nó thấm xuống thì nó thấm ở đâu? Nó nếu mà mình không rửa nó đi, không remove nó đi thì nó sẽ thấm vào trong cái chân lông. Mà có nhiều quý vị nhìn một cháu baby nhỏ chân lông rất là khít, hoặc là cái cháu mà chưa bị ảnh hưởng bởi hormone đó, thì quý vị thấy là làn da cái chân lông rất là khít, nhưng mà khi mà bắt đầu nó động và nó kéo xuống trong cái chân lông những cái chất dầu thì nó kéo chung với chất dầu là da chết rồi ô nhiễm chất dơ bụi bặm. Khi các em trên mặt da mặt mình thì có chân lông, nhưng mà khi các em ở tuổi dậy thì có chân lông hay không? Đâu có, ai cũng có chân lông, mình có 20 ngàn cái chân lông, nhưng mà ăn thua là cái chân lông của mình giữ cho nó khít hay là mình để cho nó hở. Mà nếu mà mình để cái chất dầu và ô nhiễm chất dơ đó mà nó kéo xuống ở trong đó, thì cái chân lông nó phải nở ra để cho nó chứa những cái chất dơ đó. Nếu mà mình không bỏ vào trong cái chân lông những cái chất dơ thì nó sẽ giữ kín. Bây giờ thì Kimberly muốn cho quý vị thấy cái hình của một cậu bé hay là một cô bé trong cái tuổi mà gọi là preteen đó. Thì thưa quý vị, trước hết là chúng ta nhìn cái hình của cái người mà tuổi dậy thì quý vị nhìn thấy làn da chung quanh những cái chỗ mà đỏ, chung quanh những cái chỗ đang có mụn đó, thì quý vị thấy cái làn da rất là đẹp. Nhưng mà cái chỗ có mụn là rất tiếc là đã bị hư, bị tàn phá, bị tổn thương, khiến cho cái làn da của cái cô bé này rất là thấy tội nghiệp và sẽ để lại những cái vết thẹo. Nhưng mà cái vấn đề mà vệ sinh nó có đơn giản hay không, và ở cái đối với các em ở cái lứa tuổi dậy thì ở cái tuổi nào thì các em phải bắt đầu quan tâm, hay là bố mẹ phải quan tâm tới cái vấn đề vệ sinh cho cái da mặt của các em? Đúng là một người luật sư thưa quý vị đặt câu hỏi mà là giống như là mình chưa kịp trả lời là phải có một câu tiếp tục rồi, và vì là điều tra cho đến cùng luôn phải không quý vị? Tại vì khi nói đến là vệ sinh làn da đó thì đúng là như vậy đó luật sư, là mình cần phải có một cái gì để dưỡng, mà những cái bước đó nó rất là đơn giản. Tại nhiều người họ nói tôi không có thời giờ để rửa mặt. Vậy chứ quý vị có thời giờ để tắm không? Quý vị có thời giờ để đánh răng không? Rồi hồi xưa khi mới đây còn nhớ là đi nha sĩ á, lúc mà nằm đây có nằm giống như mình nằm ngửa để mình thả miệng ra cho họ là làm răng mình á, thì ở trên trần nhà đó cái ông nha sĩ của Kimberly ông đề mấy cái dòng chữ, cái lúc mà đọc cái dòng chữ đó thấy cũng muốn phì cười đó. Ông nói chứ mày đánh những cái răng nào mày muốn giữ? Tất nhiên là ông nói là cái răng nào mày không đánh á, thì mày sẽ bị súng răng. Thành ra Kimberly thấy cái câu đó rất là hay. Và đây cũng là một cái lúc mà chúng ta có thể nói tóm lại cái chương trình đó thưa quý vị, là một người lớn thì quý vị nhìn thấy cái người lớn ở trên màn hình thì quý vị thấy cũng có mụn nếu chúng ta không có biết bảo vệ làn da. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái mụn của các em vậy thì với cái mụn người lớn nó khác biệt gì với nhau không? Dạ nó khác chứ, tại vì nếu mà chúng ta nhớ rằng cái tuổi tác nó không thành vấn đề. Kimberly hồi xưa có một cái billboard và để là mụn không phân biệt tuổi tác, tại vì nó đơn giản là nếu mà mình có mụn từ cái tuổi trẻ mà mình không chữa mụn tận gốc
Thì với ba bước của Apogee, cảm ơn luật sư đã cho Kimberly nói về cái đề tài này, nó bao la quá, thành ra chúng ta chưa có kịp nói về cách dưỡng da với cách chữa trị mụn qua cái phương pháp Apogee. Nếu quý vị muốn giúp cho con em hoặc là chính quý vị đang có mụn mà quý vị muốn chữa tận gốc, thì Kimberly rất mong quý vị gọi vào ở số miễn phí của chúng tôi để được tham khảo da. Và thưa quý vị, nếu làn da của mình mà đang có mụn bọc thì nó là do mụn cám xuất hiện và đã có lâu nay, mà nếu mà chúng ta không có diệt tận gốc thì mụn nó sẽ tiếp tục, nó ảnh hưởng đến mình trong cái lứa tuổi người lớn. Bác sĩ có thể cho biết cái số điện thoại để mà cảm ơn các khán giả có thể gọi vào liên lạc với bác sĩ. Dạ, luật sư cảm ơn rất nhiều. Số là 1-888-337-7264, tham khảo với chúng ta, với chúng tôi là hoàn toàn miễn phí, và quý vị có thể có cái sample để cho con của quý vị hoặc là cho chính quý vị dùng thử. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn luật sư Lê Công Tâm rất nhiều, và chúng ta còn rất nhiều về cái đề tài này, và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Số phone của chúng tôi cũng như email để quý vị có thể FaceTime để liên lạc trực tiếp để tham khảo miễn phí qua điện thoại là 1-888-337-7264. Và email của chúng tôi để quý vị có thể chụp hình gửi vào, đó là drkimberly@kimberlyskin.net. Bác sĩ có thể đọc lại cái số điện thoại một lần nữa. Dạ, 1-888-337-7264 ngay trên màn hình. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Thuốc chỉ hút hết chất dầu, làm cho làn da bị khô khó chịu và sẽ kích thích tuyến dầu để tiết ra thêm chất dầu. Khi dùng thuốc sau chỉ một vài tuần, làn da sẽ bị lột da non và sẽ bị nám. Khi dùng phương pháp Apogee, chẳng những quý vị không bị bào mòn, không bị nám mà còn được chữa mụn tận gốc. Vì phương pháp Apogee sẽ target chính xác hai nguyên nhân quý vị bị mụn, đó là chất dầu và chân lông.